Trước khi xem video, các bạn vui lòng kéo xuống dưới video và ấn vào nút đăng ký kênh, đồng thời ấn vào biểu tượng chuông để nhận được những video mới nhất của kênh mangthaibaby.com. Đồng thời, quý vị và các bạn hãy truy cập vào website mangthaibaby.com để nhận được nhiều hơn nữa những bài viết hay và bổ ích về mang thai và nuôi dạy con cái. Một lần nữa, xin được cảm ơn. Top 300 tên đẹp cho con gái sinh năm 2019. Hay, đẹp và nhiều ý nghĩa. Khi lựa chọn những cái tên đẹp cho con gái sinh năm 2019, cha mẹ cần lưu ý với những mệnh và cung như trên, thì bạn có thể lựa chọn cho con bạn một cái tên ưng ý với nhiều màu sắc khác nhau. Cái tên có thể nói lên tính cách của các bé, hay một cái tên với những thành công tuyệt vời của các bé. Để đặt tên theo tuổi, bạn cần xem xét tuổi tam hợp với con bạn. Ngoài ra, bạn cũng nên xem xét đến việc đặt tên con gái năm 2019 hợp cả tuổi bố mẹ nữa. Top 300 tên đẹp cho con gái sinh năm 2019 có nhiều ý nghĩa. Cái tên rất quan trọng với mỗi con người, nó đồng hành với chúng ta từ khi sinh ra cho tới tận khi nhắm mắt lìa đời. Cũng chính bởi vậy nên bố mẹ thường cố gắng chọn cho con mình một cái tên vừa hay vừa có ý nghĩa, đặc biệt là hợp với tử vi phong thủy và phong thủy ngũ hành của chính bé với tuổi của bố mẹ. Tên bao gồm có 3 phần: họ, đệm và phần tên. 3 phần này chính là đại diện cho thiên địa nhân, trong đó mỗi phần sẽ mang một ngũ hành khác nhau. Nhiệm vụ của mẹ và cha sẽ là phối hợp cả 3 yếu tố này sao cho hài hòa cả về tương sinh, tránh bị tương khắc và cân bằng về ngũ hành. Cùng chuyên mục làm cha mẹ của mangthaibaby.com tham khảo các cái tên đẹp cho con gái năm 2019 ở phía dưới sau đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Quý vị và các bạn hãy kéo xuống dưới video và nhấn vào nút đăng ký kênh ở ngay dưới video để ủng hộ kênh mangthaibaby.com ra thật nhiều video mới nhất gửi tặng quý vị. Đồng thời, quý vị và các bạn hãy truy cập vào website mangthaibaby.com để nhận được nhiều hơn nữa những bài viết hay và bổ ích về mang thai và nuôi dạy con cái. Một lần nữa, xin được cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở video kế tiếp.